Lương hả? Chúa lương hả? Trời, chơi phải chơi chiến thuật như vậy. Ôi trời ơi. Thành niên kia, ôi dầm mình, dầm mình, dầm mình, dầm đi, dầm đi. À, dầm, ui tiếc quá. Bây giờ trên bản đồ, các bạn thấy ba thằng không? Thì một thằng nó sẽ lấy cái hòm ở phía trên nha, chắc chắn điều đó rồi. Ờ, có một thằng đêm chim nó nhảy xuống trước, nó nhảy khu vực ở bên phía bên phải, thì thằng lấy hòm với thằng đêm chim này chắc chắn nó sẽ đâm nhau ha. Còn thằng ở trên luôn là hai thằng đó nó sẽ đâm nhau. Thằng kế tôi thì tôi cứ lướt đồ thôi ha. Cái gì vậy? Ui lồng đèn bàn tơ à. Hết. Thằng này thì tỷ lệ ăn của mình là tỷ lệ ăn thằng này là chắc chắn là 100% rồi. Bốc phét ít thôi. Như có thằng đang chạy xuống gần đây. À, con chó này. Sao đỡ được? Rồi tỷ lệ ăn là 100% rồi. Rồi lấy luôn cái khẩu SM8 của nó. Sau khi đơm xong thì cái thằng kia nó sẽ chạy đường này xuống nè các bạn. Thằng kia nó sẽ chạy, nếu như có thì nó sẽ chạy đường này xuống. Còn không có thì chắc chắn không có rồi. Nó xàm không còn cái chỗ nào mà nó hay. Nếu mà không có thì hai thằng nó sẽ dí nhau lên trên đồi rồi. Có lẽ là nó dí nhau trên đồi rồi đó. Các bạn cứ đi đường này thôi. Nếu mà nó bắn thì chỉ một là mất một hai máu, hai là headshot thôi. Không sao cả ha. Ôi 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 bạn ơi. Chạy lên luôn, từ từ lấy cái giáp ba đã. Không thấy ai cả, chạy qua đây ha. Cứ chạy đi, cứ tự tin lên, không sao cả. Chết thôi các bạn. Ai trên đời mà chẳng sống được một lần, đúng không? Đúng này, tất cả đều đúng. Có một kèo, nhưng mà Chrono mình chưa hồi. Nếu như để mà chơi chắc kèo nhất á, các bạn nên đứng đây nè. Nên đứng vị trí này nè. Nếu mà nó chạy ở phía bên tay phải, chắc chắn nghe tiếng trần. Phía bên tay trái thì mình sẽ thấy được. Đơn giản vậy thôi. À thế à. Chờ cho Chrono hồi nha mọi người. Hấp dẫn như trận rồi nãy vậy ha. Trời ơi, trận này hấp dẫn hơn các bạn ạ. Trận này là phải Amazing Woodshop hơn chứ. Chúng ta phải chuyên nghiệp lên, tự tin lên các em ơi. Lửa chạy cho thầy đi. Di sẻ cho thầy đi. Chắc chắn là nó không biết mình ở đâu rồi, trừ khi ra stream rồi các bạn. Và mình cũng chắc chắn luôn là thằng kia nó không rảnh thời gian mà nó chờ ở đây đâu. Rồi, có tiếng bắn nè. Hiện tại tiếng bắn này là ở dưới khu vực nhà xe các bạn ạ. Dưới khu vực nhà xe chắc nó chờ ở dưới các bạn. Nó cứ tưởng mà mình ở trên đây nè. Thì để xem cái độ lì của thằng nào á nó lâu hơn thì mình sẽ ngồi đây lâu hơn một xíu nữa. Bạn ơi, con số là tăng lên rồi. 26% các bạn trên kênh của mình đã bấm vào nút đăng ký. 73% các bạn còn lại đã xem nhưng chưa bấm nút đăng ký. Trước khi xem video các bạn nhớ bấm vào nút like, nút đăng ký và bật nút chuông lên để mỗi lần mình ra video các bạn sẽ nhận được thông tin sớm nhất nha. Ngồi đây lâu hơn xíu nữa. Một là nó sẽ chạy tới nè, tới đây nè. Trước mặt mình. Bên phải. À, ra là mày. Không. Chạy qua trái. Gần sát mình bên trái. Rồi mình có Rono rồi các bạn ạ. Mày không hớt được bao con trai. Ui. Càng tiến tới mình càng lui lại. Chắc ăn tao ngay. Chua lắm bạn Hiền ạ. Chua lắm. Chắc là dễ ăn ngay. Hồi với đồ luồn lách của AS Mobile là thượng thừa rồi. Bạn bị kinh rồi. Thôi mất máu khá nhiều. Thôi ơi, đặt keo kìa. Dễ đâu. Ăn ép ngay. Ăn được ngay. Dễ. Ai đâu ngờ trong em có con cừu. Con cừu. Mày chết mày như vậy. Thôi ôi, đùa với khẩu P90 hả? Nhiều đạn lắm đó. Có mục tiêu đi. Sau khi bắn xong thì chắc chắn ở trên đồi, nếu mà nó nghe tiếng bắn thì chắc chắn nó cũng lúi mặt xuống đây à. Nghĩa là có nha mọi người. Phải
Thầy nghi nghĩa trên đồi nè, các bạn đừng ra đây sớm nha, trên đồi nó nghi nghĩa nó thấy á. Nghĩa không có thôi, mua cái gì coi. Mua cái bom keo nè. Mua cái X4 nè, mua lựu đạn nè, tăng giáp nè. Được. Mua gì nữa không? Thôi, mua khẩu AK luôn ha. Đấy, đủ đồ xài. Lương hả? Chúa lương hả? Thôi, chơi, phải chơi chiến thuật như vậy. Trời ơi. Thành niên kia, ôi, dầm mình, dầm đi. Kẹo. À, dầm, ui tiếc quá. Còn quá mình cuối cùng à. Thôi ta đi đây. À, vẫn còn ngồi xem hả? À, được. Họ hấp dẫn, cho like đi. À, like rồi đúng không? Cảm ơn nhiều. Ông hên thôi à. Ok, thôi. Game này tôi chơi 4 năm rồi. Đây là tôi hên thôi. Tôi sẽ hên thôi, hên trong 4 năm thôi các bạn. Tôi tiếp tục tìm một thanh niên tiếp theo các bạn. Mình sẽ lường với nó. Con lường nó lường qua lường em. What the hell? Lường qua lường em. Chưa hiểu lắm. Mình sẽ dùng xe mình chạy qua những cái chỗ tăng giáp để xem coi còn tăng giáp không, mình tăng luôn ha. Rồi mất tiêu cái tăng giáp ở đây luôn rồi. Đen thôi. Ở đầu đây mất tiêu. Ở dưới đây có đơm nhau. Có thằng nào phá xe rồi kìa. Chơi mà chơi phá xe. Kỳ lạ. Đoán lầm thì chắc là nhà Ba Giang. Nghe tiếng bắn là nhà Ba Giang. Nó bắn ở đâu vậy? Hay là nó tự sát ta? Hả? Thiệt không? U là trời, cái gì vậy? Ai mà biết được. U là trời. Tự sát. Nani? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao bạn ấy lại tự sát ta? Trời ơi. Cái củ chuối gì đang xảy ra vậy mọi người? Ghê quá à. Có nhiều cách mà. Sao phải dùng tới cách đó vậy? Có xu mà vung mua quả lựu đạn quăng ra chết rồi. Hay là vừa rồi bạn ấy có một pha combat thật là dữ dội. Đồng đội, à không. Solo mà đồng đội, đâu mà đồng đội. À chắc mẹ kêu đi. Wow, hấp dẫn. Trên bản đồ còn 14 thằng, trừ mình ra 13 đi. Giờ còn 12 à. Còn 12 à. Quyết định khó khăn đây các bạn ạ. Chạy vòng vòng có ai không ta. Solo các bạn chỉ cần ngồi một chỗ thôi. Giống như mình ngồi tới bo 2 là còn mười mấy người là cộng điểm rồi các bạn ạ. Thấy gì không? Thấy gì bên kia chưa? Giảm thanh ở bên nhà. Nhà ma. Một thằng phía bên nhà bên này, một thằng nhà ma. Nếu mà mình muốn xử lý cái thằng nhà ma thì chắc chắn mình phải bắn thật nhanh. Bắn nhanh rút gọn là có nghĩa giết nó luôn á. Còn nếu mà mình bắn nhây thì cái nhà thằng nhà nhiều lỗ nó sẽ qua nó đơm mình. Hai thằng hai bên phải làm sao để giết thằng nhà ma trong vòng 5 giây. Nếu 5 giây mình giết không được chắc chắn mình phải rời khỏi khu vực nhà ma này. Thằng nhà gà nè. Đơm nhau hả? Bắn gì vậy? Bắn xạo, bắn khùng gì đúng không? Hình như thằng nhà gà các bạn ạ. Thằng nhà gà và thằng nhà nhiều lỗ. Chắc nhà nhiều lỗ không có người rồi. Bên kia chỉ có một thằng thôi. Nó bị khùng quá. Quánh mày chết mẹ nha, mày giờ cái mày. À, chuẩn bị giết nè. Một máu. Ui xém chút nữa mình bể đầu rồi. Thiệt quá. Bật ba lô lên là mất bản đồ. Nên là mỗi khi bật ba lô lên mình không biết là bắn nhau hướng nào. Chắc có lẽ hướng bên này nè các bạn. Tôi chuẩn bị top 1 cho anh em xem. Cái bo này là cái bo đặc biệt là cái bo này không nên bắn nè các bạn. Nếu mà cái bo này có giao tranh thì các bạn phải giao tranh trong vòng khoảng tầm 5 giây thôi. 5 giây hoặc 10 giây thôi. Mình nghĩ là 5 giây. Nếu không chết đối phương thì bắt buộc các bạn phải rút lui liền. Chắc chắn 100% phải làm điều đó liền. Rồi ok. Nó biết vị trí của mình rồi. Nó chạy ngược lại. Bên kia bắn A-Dub. Qua giết thằng A-Dub được nè các bạn. Thằng này là thằng K98.
có thằng trước mặt mình nè các bạn. 3 2 1. Có thằng sau lưng mình nè. Rất nhanh ha. Chạy qua bên đây nè. Bắt gặp nè. Mày không hớt được bao con trai. Chết mẹ mày con. Ờ dưới có bắn VSS. Còn một thằng chạy xe, một thằng ở phía dưới. Còn thiếu một thằng nữa. Một thằng là hướng bên này. Thằng hướng bên này mình thấy vừa rồi thì mình thấy nó bắn. Ôi từ từ, khoan. Rồi xong. Thằng ở dưới vừa bắn mình. Thằng chạy xe chắc chắn nó cũng sẽ là cao thủ của bạn ạ. Trong thời gian này nó cũng chạy xe. Thì theo như mình thấy cái thằng chạy xe nó chỉ giỏi chạy xe thôi. Còn cái thằng bắn nó thì cũng yếu. Nên thôi bắn thằng chạy xe luôn nha mọi người. Nè bắn thằng chạy xe luôn nè. Đấy, chỉ giỏi chạy xe thôi. Còn cái thằng mà vừa rồi mới bắn cái thằng chạy xe á, thì cái thằng này cũng khá là yếu nha mọi người. Mọi người dựng bom keo, mọi người đi vòng vòng nè, để coi nó có bắn mình hay không. Chạy qua chạy lại nè, coi nó có bắn mình hay không nè. Không bắn dựng thêm quả keo gần nữa. Cứ coi nó có bắn mình hay không nè các bạn. Tại vì mình chưa xác định được phương hướng của thằng kia. Rồi thấy rồi, nó ở ngay hướng này nè các bạn. Rồi chạy tới thôi. Rồi thanh niên này rồi nãy vừa rồi thì đặt quả keo nè. Nhưng mà đừng chạy tới liền nha. Chạy tới liền là bị đơm á nha mọi người. Bị đơm bởi quả lựu á. Cũng khá là bình thường các bạn ạ. Rồi, thử nè. 3, 2, 1, quăng. 3, 2, 1, quăng. Đấy, thấy bình thường không? Tại vì mình biết là rồi nãy nó bắn chiếc xe thì mình thấy bắn cùi lắm các bạn. Đâu xa game nữa đâu đúng không? 10 kill sương sương, trời ơi.